Với thời tiết mùa hè nắng nóng như thế này thì một chiếc kính mát sẽ là điều vô cùng quan trọng giúp cho bạn bảo vệ đôi mắt. Thế nhưng làm sao để luôn nổi bật ngay cả khi đeo kính? Những ý tưởng sau đây sẽ giúp cho bạn trở nên nổi bật nhưng cũng không kém phần tiết kiệm. Chúng ta hãy lấy những chiếc kính cũ của mình ra, làm mới hoàn toàn. Như vậy sẽ làm cho bạn trở nên độc đáo và vô cùng sành điệu. Chúng ta cần chuẩn bị kính mát, sơn móng tay màu xanh, đỏ. Bước đầu tiên, sơn gọng kính phía trên bằng sơn móng tay màu đỏ. Bước thứ hai, tiếp tục với nửa gọng kính màu xanh nha. Bước thứ ba, dùng bút lông màu đen vẽ hạt dưa hấu lên trên phần sơn màu đỏ. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một chiếc kính mát dưa hấu trẻ trung và sành điệu rồi. Đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị một loại sơn móng tay màu mà các bạn yêu thích. Bước thứ nhất, dùng băng keo dán nửa gọng kính. Bước thứ hai, chúng ta sơn nửa gọng kính dưới bằng màu vàng đã chọn. Bước thứ ba, dùng sơn bóng cho phần trên cùng gọng kính. Tiếp theo, rắc vụn kim tuyến lên phần vừa sơn cho kính thêm phần nổi bật nha. Chờ cho màu sơn khô là chúng ta đã có một chiếc kính mới hai màu đáng yêu rồi. Với kiểu kính hình bánh donut này, bạn chỉ cần một chiếc kính gọng tròn, vài loại sơn móng tay đủ màu. Đầu tiên, chúng ta sơn phủ lên gọng kính màu nâu của vỏ bánh donut. Tiếp theo là một lớp kem màu trắng nhé. Sau cùng là vụn sô-cô-la đủ màu nè. Xong, vậy là đã hoàn thành kiểu kính donut ngọt ngào rồi đó.